Ê bà, tôi chả kể cho bà nghe câu chuyện nè. Ông tức chết thôi luôn á. Câu chuyện của con chó nhà tôi. Chuyện chó có gì mà tức bà nội? Tôi cũng thấy nó là tới cái lứa tuổi biết hẹn hò rồi. Nhưng mà mấy thằng ở xóm á lại cua nó không chịu. Tôi tưởng đâu là nó không có mê trai. Ai ngờ đâu bữa nọ ông nội chạy đồng dịch lại. Chưa có quen biết gì hết trơn, y như trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Đưa cái quất liền ba cái. Ôi trời, gì ghê vậy má? Thì bởi mới nói thở này mới thẳng ở trong chóm á thì mập ù lông mất gượt nhà tướng lực lưỡng gì nè, mà nó không ưng nó lại ưng cái thằng chạy đồng dịch ốm nhách ốm nhom lông lá thì bù xù xương thì lòi ra gì không nữa Biết đâu gu của người ta là vậy, ta ấm nhách ấm nhom nhưng mà miễn sao ta hạnh phúc là được rồi. hạnh phúc cái cù lâu á, nó quất cho mấy phát rồi chạy đồng dịch đi mất tiêu, có kiếm nó được đâu. Còn mẹ này nhả không ăn không uống, tôi tưởng đâu mẹ buồn, ai ngờ ốm nghén. Nó tức cho con này thiệt á. Bây giờ cái bụng thè lè rồi kìa, chuẩn bị gần đẻ rồi, phải chi quen mấy thằng sớm đi, có gì nó tới lui thăm con cái cũng được. Giờ thằng kia đi mất tiêu, ở đây làm mẹ đơn thân. Bởi vậy phận con gái khổ thiệt. Thôi thôi kể nhiêu đó tôi đi về rồi, để ông thôi á, lỡ nó đẻ không hay. Bởi vậy ta nói khổ, con dại cái mang mà.